Thế nào, Đô xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với những phụ kiện rất là hữu ích cho dàn máy của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang được quan sát, đây là một chiếc chổi để làm vệ sinh các bề mặt như là bề mặt đĩa than hay là đĩa CD. Nó có tên mã là Furutech ASB1 của hãng Furutech, là hãng phụ kiện là nổi tiếng hàng đầu của Nhật Bản cũng như là trên thế giới. Rất được người yêu âm thanh mến mộ lựa chọn và tin dùng trong nhiều năm qua. Theo như hãng cung cấp một số thông tin thì chúng ta thể thấy được là những cái đĩa CD, Blu-ray hay là những cái đĩa như là đĩa than, nó thường tích một cái lượng điện rất là lớn vào, và lớn nhất là đĩa than. Khi sử dụng cái chổi này, đây là một cái chổi, đây mình đã bỏ sẵn ra một cái để sử dụng ở tại showroom. Đây là cái chổi chúng ta. Chổi này có phần đầu lông này rất là mềm, chúng ta sẽ sử dụng để vệ sinh. Chúng ta sẽ gạt thẳng ra ngoài. Đó. Để vệ sinh cái bụi bẩn bám. Nhưng mà không phải chỉ để vệ sinh, mà nó thực sự sẽ giúp chúng ta loại bỏ được cái tĩnh điện. Tức là thứ nhất là nó không tích thêm điện, không tích thêm cái điện và từ lên trên cái bề mặt đĩa này nữa. Ví dụ các bạn mà sử dụng những cái chổi, ví dụ những cái chổi thông thường, chổi sơn, mình nghĩ khả năng chắc chắn là nó sẽ làm, không những là có thể bị bụi hoặc là nó tổn hại đến đĩa, mà nó sẽ tích thêm cái điện lên trên cái bề mặt này. Nhưng đây không, chúng ta có thể rất an toàn với bề mặt đĩa chúng ta, mà nó sẽ không tích điện vào mà nó còn giúp chúng ta loại bỏ bớt đi. Tức là chúng ta ở đây có vài tác dụng luôn. Làm rất là đẹp và rất là chắc chắn. Và ngoài ra có cái ở đây hãng nó ghi là Touch for Discharge, tức là chắc là sau khi chúng ta quét xong thì chúng ta sẽ gõ nhẹ vào. Đây, đây, đây là một cái cách sử dụng. Khi chúng ta quét xong, chúng ta sẽ gõ vào như này để loại bỏ cái phần bụi bám ở trên, và sau chúng ta lại có thể dùng để quét tiếp. Một chiếc chổi như thế này có giá là 3.200.000 đồng tại Thiên Hà Audio. Một cái phụ kiện mà có lẽ là mua một lần và dùng mãi mãi, sẽ cực kỳ thích hợp với những ai yêu việc sử dụng mâm đĩa than. Kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy ghé thăm Thiên Hà Audio tại số 42 ngõ 178 Thái Hà, Hà Nội để mua về những cái phụ kiện mà hữu ích cho dàn máy, có thể cải thiện được âm thanh, mà thực sự nó rất là ấn tượng, nó rất đẹp, và có lẽ chỉ cần mua một lần cho những thứ như thế này. Còn bây giờ Hải Sơn xin chào và hẹn gặp lại.